Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển bài tập hàng ngày tiếng Việt 1 tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập của bài số 100, vần oi và vần ây. Trước tiên, các em quan sát bài tập của phần 1 la mã, luyện đọc. Với phần này, các em sẽ thực hiện hai yêu cầu như sau. Trước tiên, các em sẽ luyện đọc các từ ngữ và các câu văn, đoạn văn có chứa vần oi và vần ây. Sau khi luyện đọc xong, các em sẽ thực hiện hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, chú voi con có cái gì? Và câu hỏi số 2, sở thích của chú voi con là gì? Trước tiên, với phần luyện đọc, các em sẽ đọc các từ ngữ, câu văn và đoạn văn có vần oi và vần ây như sau. Vần oi sẽ được đánh vần là oi oi oi. Các từ ngữ có chứa vần oi đó là cờ ai cai sắc cái, cờ oi coi huyền còi, cái còi. Cờ on con, vờ oi voi, con voi. Gờ oi goi sắc gói, quờ a qua huyền quà, gói quà. Tiếp theo, vần A sẽ được đánh vần như sau. Ở y A. Sau đó thì các em sẽ đánh vần các từ ngữ có chứa vần A như sau. Đờ am đam sắc đám, mờ A mây, đám mây. Cờ A cây, gờ A gây nặng gậy, cây gậy. Cờ ân cân huyền cần, tờ ây tây, cần tây. Tiếp theo, các em sẽ quan sát các câu văn có chứa vần oi và vần ây. Câu văn thứ nhất, con voi thường sống ở trong rừng. Trong câu này, có tiếng voi chứa vần oi. Câu số 2, đám mây trắng đang lơ lửng bay. Câu này sẽ có tiếng mây chứa vần ây. Tiếp theo, các em sẽ đọc bài đọc có chứa vần oi và vần ây như sau. Chú voi con ở bản đôn. Chú có cái vòi rất dài và bốn cái chân rất to. Sở thích là uống nước và ăn lá cây. Chú cũng rất thích tắm sông nữa. Chú có thể nằm dưới nước được cả ngày. Mọi người rất thích chú. Trong bài đọc này sẽ gồm có các tiếng chứa vần oi và vần ây như sau. Tiếng voi chứa vần oi. Tiếng vòi chứa vần oi. Tiếng cây chứa vần ây. Tiếng mọi chứa vần oi. Đây là những tiếng chứa vần oi và vần ây ở trong bài đọc. Vừa rồi thì cô đã vừa hướng dẫn các em luyện đọc các từ ngữ, câu văn và đoạn văn có chứa vần oi và vần ây. Các em sẽ tự luyện đọc thêm phần này. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy và chú ý phát âm đúng. Tiếp theo, dựa vào nội dung của bài đọc, các em sẽ thực hiện hai câu hỏi như sau. Câu hỏi số 1, chú voi con có cái gì? Với câu hỏi này, các em sẽ dựa vào câu văn số 2 của đoạn văn như sau. Chú có cái vòi rất dài và bốn cái chân rất to. Vậy thì với câu hỏi này, đáp án sẽ là chú voi con có cái vòi rất dài và bốn cái chân rất to. Câu hỏi số 2, sở thích của chú voi con là gì? Với câu hỏi này, các em sẽ dựa vào câu văn thứ 3 của bài đọc.
đó là sở thích là uống nước và ăn lá cây. Vậy thì đáp án cho câu hỏi này đó là sở thích của chú voi con là uống nước và ăn lá cây. Các em sẽ lưu ý đáp án cho câu hỏi của phần luyện đọc. Tiếp theo, cô và các em sẽ thực hiện bài tập của phần 2 la mã luyện viết. Với phần này, các em sẽ thực hiện hai yêu cầu như sau. Trước tiên, các em sẽ viết vào trong vở bài tập các tiếng có vần oi và vần ây. Sau đó thì các em sẽ viết một từ ngữ có chứa vần oi, đó là từ chói chang. Sau khi viết xong từ này, các em sẽ viết tiếp một câu có chứa vần ây, đó là câu chị Lan đang sấy tóc. Với bài tập này thì các em sẽ chú ý viết vào trong phần ô trống của vở bài tập. Khi viết thì các em sẽ chú ý viết đúng điểm đặt bút mà cô đã đánh dấu và viết thật nắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng cỡ chữ các em nhé. Tiếp theo các em quan sát bài tập phần ba la mã. Bài số 1, nối ô chữ với hình. Với bài tập này, các em sẽ quan sát các hình ảnh ở dòng thứ nhất, sau đó các em sẽ nối với các từ tương ứng với nội dung của các hình ảnh đó ở dòng thứ hai. Vậy thì với bài tập này, các em sẽ thực hiện như sau. Hình ảnh đầu tiên, các em thấy có những gói quà, vậy các em sẽ nối hình ảnh đầu tiên với từ gói quà. Hình ảnh thứ hai là hình ảnh một con sói. Vậy các em sẽ nối hình ảnh thứ hai với từ con sói. Hình ảnh thứ ba là hình ảnh những viên sỏi. Vậy các em sẽ nối hình ảnh thứ ba với từ viên sỏi. Hình ảnh thứ tư là hình ảnh một con voi. Vậy các em sẽ nối hình ảnh thứ tư với từ con voi. Và hình ảnh cuối cùng là một hình ảnh cây táo. Vậy các em sẽ nối hình ảnh thứ 5 với từ cây táo. Tiếp theo, các em sẽ quan sát bài tập số 2. Em hãy tô màu vàng vào tiếng có vần oi, màu xanh lá vào tiếng có vần ây. Với bài tập này, các em sẽ quan sát các tiếng ở trong bài tập số 2 và tiếng nào có chứa vần oi thì các em sẽ tô vào đó màu vàng, tiếng nào có chứa vần ây thì các em sẽ tô vào đó màu xanh lá cây. Vậy thì các tiếng này, trước tiên các em sẽ đánh vần như sau. Chờ oi choi sắc chói, cờ ây cây sắc cấy, sờ oi soi, cờ oi coi sắc cói, thờ oi thoi, bờ ây bay huyền bầy, tờ ây tây hỏi tẩy, mờ oi moi hỏi mỏi. Vậy thì với các tiếng mà cô vừa đánh vần cho các em nghe, các em sẽ thấy rằng các tiếng chói, soi, cói, thoi và mỏi sẽ chứa vần oi, các em sẽ tô màu vàng. Còn các tiếng cấy, bầy và tẩy thì có chứa vần ây, các em sẽ tô màu xanh lá cây. Tiếp theo, các em quan sát bài tập số 3. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu sau. Các em quan sát các từ cho trước sẽ bao gồm từ cây, từ bói và từ voi. Bên dưới chúng ta sẽ có một câu đã có trước từ thầy và từ xem. Vậy thì ở các chỗ trống, các em sẽ điền tiếp từ bói đằng sau từ thầy để được từ thầy bói và từ voi đằng sau từ xem để được một câu hoàn chỉnh đó là thầy bói xem voi. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập của bài số 100, vần oi và vần ây.
Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Bài tập hàng ngày Tiếng Việt 1 tập 2 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video lần sau.